Mình đang nói về chủ đề catwalk thì Ngọc Diệp muốn giới thiệu đến quý vị. Ngọc Diệp tin chắc rằng không ai có thể catwalk giỏi hơn một cái người đang có mặt tại đây. Em là người mẫu thì em catwalk là chuyện bình thường. Cảm ơn anh đề cao em quá. Em muốn giới thiệu anh Đàm Vĩnh Hưng. Một người mà được rất nhiều nhà thiết kế mời làm vedette trong các bộ sưu tập và những phần trình diễn thời trang của họ. Dạ, xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng xuống đây ạ. Em ơi, nếu mà catwalk làm sao mà có ai qua được Hoa hậu Ba Miền Hoài Linh được? Hoa hậu Ba Miền Hoài Linh vâng. Không phải Hoa hậu Ba Miền nữa, sau đó đã lên một cái giải cao hơn là Hoa hậu quốc tế rồi. Xin mời siêu mẫu Hoài Linh ba. Xin mời giám khảo siêu vòng 3, anh John Huy. Wow, siêu vòng 3. Dạ, xin mời ba vị giám khảo của chúng ta lên sân khấu được không ạ? Xin cảm ơn. Một tràng pháo tay, đây mới chính là những siêu mẫu thật sự của Bức Nhảy Ngàn Con. Cho ba vị siêu mẫu bất đắc dĩ của chúng tôi. Thật sự là rất ngưỡng mộ, rất khâm phục bởi vì sự tự tin luôn có thừa ở ba vị giám khảo của chúng ta. Và một tràng pháo tay nữa, xin cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà anh thích cách đi của em, anh rất thích cái bước catwalk của em. Lạ lắm, trong thời trang cần yếu tố lạ. Là chính xác, hay lắm. Anh nói thích thiệt, anh thích thiệt. Thế là em đi là em né đó. Né. Ngoáy, ngoáy, ngoáy. Ngoáy mạnh lên đó. Cái này tỉa bắp đồ. Xin cảm ơn rất nhiều. Một thí sinh đã rất nỗ lực trong tuần qua để chiếm được tình cảm của ban giám khảo. Thí sinh này mỗi lần xuất hiện là luôn mang tới cảm xúc. Đặc biệt là vui hay buồn, cô ấy cũng đều diễn cảm khuôn mặt một cách rất là tới nơi tới chốn, đúng không ạ? Và đó chính là Huyền Thanh. Chị Xuân Lan cũng có chia sẻ rằng chị cũng là một người mẹ đơn thân nên là một chút gì đấy mình cũng nhận được sự đồng cảm từ chị. Khi mà chị chỉnh dáng ngồi cho bọn mình thì chị có nói ra là quá trình mà mình ngồi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc tích mỡ của mình nữa. Cái dáng ngồi lúc nào nó cũng ủi rũ như thế này thì cái lượng mỡ nó sẽ xô ra đằng trước thì cái lớp da thừa và lớp mỡ nó sẽ nhiều hơn. Còn ngược lại, nếu như lúc nào bạn cũng căng và vươn người hít thở sâu thì dáng người của bạn nó cũng sẽ thon gọn hơn và cái lượng da và mỡ thừa nó cũng sẽ hạn chế hơn rất là nhiều. Tuy đến thời điểm hiện tại tổng số cân mình giảm được là 11 cân nhưng tuần vừa rồi thì mình chỉ giảm được có 6 lạng, tức là mức số cân thấp kỷ lục nhất từ đầu chương trình diễn ra đến bây giờ. Chỉ có những người ở bên cạnh mình mới hiểu là mình đã tập luyện chăm chỉ và quyết liệt đến như thế nào. Ngay cả Đăng và người huấn luyện viên riêng cũng đã gọi là đây là những bài tập địa ngục mình mới có thể mong giảm được cân trong những cái tuần cuối cùng này. Mà thực sự là cái kết quả của cái tuần vừa rồi cũng khiến mình không hề hài lòng một chút nào. Về việc nhảy múa thì mình cảm thấy như là được thăng hoa. Chủ đề nhảy tuần này của bọn mình là tỏa sáng và thể loại mình và Đăng chọn là jazz funk pha một chút belly dance. Đăng bảo là mình có một cái lợi thế bụng nhiều mỡ thì khi mà tập belly dance nó sẽ ra dáng. Nhưng mà lúc mà mình tập cái sóng dọc từ trên xuống dưới thì Đăng bảo ok. Nhưng mà tập cái xoay ngang như này thì Đăng bảo là chắc Thành không có năng khiếu rồi nên mình rất hoang mang, không biết là mình có tập được không. Mình nghĩ là điều đặc biệt nhất của cái bài nhảy này nghĩa là mình được xinh đẹp, mình làm nữ hoàng, còn mình không biết là Đăng làm nhân vật gì. Mới mình là nữ hoàng là được rồi. Mình hy vọng là với sự giúp đỡ nhiệt tình của Đăng và với sự nỗ lực quyết tâm cao của mình thì ngoài bài nhảy mình sẽ được đánh giá cao từ ba vị giám khảo như hai tuần trước, thì về điểm giảm cân mình hy vọng là mình sẽ giảm được nhiều cân hơn và sẽ không còn rơi vào tốc nguy hiểm nữa.
chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho Huyền Thanh và Quang Đăng. Và sau đây sẽ là nhận xét đầu tiên từ anh John Huy Trần, xin mời. Anh rất là hạnh phúc vì hôm nay chúng tôi được thấy một cái gì mới và lạ với em. Tại mấy tuần trước em hay là mấy cái cảm giác buồn hay nhẹ, và hôm nay em là một cái gì rất là chắc, và hôm nay em nhìn rất là gợi cảm và sexy. Và anh nghĩ chắc chắn 8 tuần trước em không có đủ tự tin mặc bộ đồ như vậy, nhưng mà hôm nay em thực sự là tỏa sáng. Và cái trang phục và cái make up với cái trang điểm, cái make up nó rất là giúp cái tiết mục của hai em hôm nay. Nói về cái phần mới, một cái cảm giác mới, cái belly dance pha với jazz funk thì anh cũng thích, nhưng mà nó có mấy cái phần nó chưa thực sự mượt lắm. Hình như đang thả em xuống sớm tại cái tay của em chưa chạm xuống, và lúc đó anh cũng hơi sợ, nhưng mà em cũng nhảy tiếp theo giống không có vấn đề gì cả. Chúc mừng. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Tôi nghĩ là cái khó khăn nhất cho bạn trong ngày hôm nay đó là những cái động tác, và những động tác đó nó kèm theo, nhất là cái tóc. Cái tóc nó làm cho em rất là khó chịu, đúng không? Bởi vì khi em lộn qua thì tóc nó lại phủ vào mặt, làm mình bị chi phối cái tư tưởng để mình tập trung vào cái bài. Còn riêng về cái bài dựng này thì tôi thấy Quang Đăng cũng khá là mạo hiểm khi đưa những cái động tác nó hơi khó vào trong cái bài này. Và cái biểu cảm ở trên gương mặt của hai bạn rất tốt. Có một cái động tác duy nhất là cái đỡ đầu tiên nó hơi chệch choạc chút xíu. Và từ cái bê đó tôi mới thấy cái mái tóc nó làm cho em phân tâm đó. Nhưng để nói ở đây là có phải tiết mục mà đẹp mắt để cho chúng tôi xem không? Thì là có. Và hy vọng rằng là với cái những cái khó khăn thử thách như thế thì chúng ta sẽ rút kinh nghiệm cho những tuần sau để cho nó làm sao để cho nó gọn gàng hơn với cái nhân vật của mình. Và xin mời những nhận xét từ giám khảo Đàm Vĩnh Hương. Tôi thấy mỗi một tuần thì cái sự đầu tư về trang phục của các thí sinh nó được thay đổi một cách rất là tuyệt vời. Nó phục vụ đúng cái tiết mục như vậy đó. Rất là hay, rất là đẹp. Đó là phần đánh giá cao về sự đầu tư của thí sinh cũng như là nhà tổ chức. Thứ hai, đây là một bài múa dàn dựng rất là ma mị. Nó có những động tác thách thức, đòi hỏi một sự mạo hiểm rất là lớn và khó khăn được đặt ra ở đây. Chính vì quá thách thức, mạo hiểm và khó khăn cho nên là một vài cái nó chưa làm cho chính bản thân tụi em hài lòng luôn, đúng không? Đó. Tuy nhiên, nhìn chung đây là một tiết mục có sự lôi cuốn dành cho người xem. Nói chung là một tiết mục hoàn toàn lạ hẳn trong cuộc thi thế này. Chúc mừng xem trình diễn của hai em. Và ngay bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. 8 điểm. Xin mời giám khảo Hoài Linh. 9 điểm. Và vị giám khảo cuối cùng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. 9 điểm. 9 điểm. Xin cảm ơn ban giám khảo. Và ngay sau đây là điểm trung bình của ban giám khảo dành cho cặp đôi Quang Đăng và Huyền Thanh là 8,7 điểm. Bây giờ mời hai bạn lên cân. Cân nặng cũ 65,8 cân. Cân nặng tuần này 64,1 cân, giảm 1,7 cân, tương đương 2,6%. Tổng điểm của bạn 11,3 điểm. Chúc mừng. Kính thưa quý vị, ngày đầu tiên Huyền Thanh đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, cân nặng của bạn là 76,9 cân. Và sau 8 tuần, bạn đã giảm được 12,8 cân. Xin chúc mừng. Thí sinh có số điểm cao nhất tính đến thời điểm này đó chính là Thủy Tiên và thấp nhất Huyền Thanh.